ngay từ thời xưa định kiến xã hội luôn cho rằng đàn ông thông minh hơn phụ nữ nhưng trong cuộc chiến giới tính phe nào mới thực sự vượt trội về trí tuệ con trai hay con gái các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy bộ não của nam giới có thể tích lớn hơn từ 8 đến 13 phần trăm so với bộ não của nữ giới tuy nhiên kết quả này còn phải lưu ý tới kích thước cơ thể khác nhau giữa nam và nữ bộ não của phụ nữ có nhiều nếp nhăn trên vỏ não giới khoa học cho rằng nếp nhăn trên vỏ não cho phép não có diện tích lớn hơn và thể tích nhỏ hơn giảm chiều dài các dây thần kinh truyền dẫn tín hiệu và cải thiện chức năng nhận thức điều này đã giải thích tại sao não của phụ nữ lại có xu hướng nhỏ hơn đàn ông bên cạnh đó lớn hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn ví dụ như bộ não của cá nhà táng của voi và của cá heo đều có kích thước lớn hơn của con người trong khi những động vật này được xem là khá thông minh nhưng khả năng nhận thức của chúng vẫn còn thua xa con người cũng có những sự khác biệt khác chẳng hạn như não của nam giới có nhiều sự kết nối bên trong bán cầu não trong khi não của nữ giới lại có nhiều sự kết nối giữa các bán cầu não nhưng về tổng thể hình ảnh được chụp cộng hưởng từ mri cho thấy sự chồng chéo đáng kể trong cấu trúc vật lý của bộ não cả nam lẫn nữ. Sau khi thực hiện nghiên cứu trên 1.400 bộ não người và so sánh kết quả giữa các giới tính, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng phần lớn các bộ não đều có cấu trúc riêng biệt cho nam và nữ. Nghiên cứu này chỉ ra các hành vi rập khuôn theo giới tính, ví dụ như con trai thì có xu hướng thích chơi trò chơi điện tử, trong khi con gái thì lại có xu hướng thích làm các album ảnh nghiên cứu về chỉ số thông minh trên nhiều lĩnh vực khác nhau các nhà khoa học nhận thấy không có sự khác biệt đáng kể về trí tuệ giữa các giới tính nhưng kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phụ nữ có khả năng ngôn ngữ vượt trội hơn trong khi đàn ông lại có khả năng quan sát tốt hơn kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nhiều sự khác biệt ở nam giới trong các bài kiểm tra dựa trên điểm số của nam từ thấp nhất cho tới cao nhất một bài phân tích tổng hợp dựa trên 22 nghiên cứu đã chỉ ra rằng đàn ông có điểm IQ cao hơn từ 3,3 tới 5,5 so với phụ nữ. Nhưng nghiên cứu này đang bị nghi vấn bởi các nhà hàng lâm học. Trong trường lớp, các hoạt động học tập về ngôn ngữ, toán học và khoa học, nữ giới thường nhận được cấp bậc tốt hơn. Nhưng trong bài kiểm tra đánh giá năng lực SAT tại Hoa Kỳ thì nam giới lại cao hơn tới 33 điểm về toán và khoa học đối với các bài kiểm tra khác như trong chương trình đánh giá sinh viên quốc tế cho thấy rằng cả hai giới tính đều thể hiện như nhau ở một số quốc gia trong khi ở quốc gia như iceland thì nữ giới lại có thể hiện tốt hơn điều này đã cho thấy sự khác biệt về văn hóa và môi trường cũng có ảnh hưởng tới trí tuệ của các giới nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự rập khuôn trong lối sống của gia đình nói riêng và của xã hội nói chung cũng sẽ ảnh hưởng tới sự thể hiện của nữ giới. Ví dụ như, ở bài kiểm tra toán sẽ cho thấy sự khác biệt đáng kể về giới tính khi phụ nữ thể hiện tệ hơn so với các bạn nam của họ. Hiện tượng này được xem như là mối đe dọa từ sự rập khuôn của xã hội. Ngay cả dữ liệu tìm kiếm của Google cũng cho thấy rằng các bậc cha mẹ có xu hướng tìm kiếm từ khóa con trai tôi có năng khiếu cao hơn gấp 2,5 lần so với từ khóa con gái tôi có năng khiếu. Với những đứa trẻ lên năm tuổi khi được nghe một câu chuyện về một người thật sự thông minh cả cô bé và cậu bé đều liên kết sự thông minh đó với giới tính của mình Nhưng khi ở tuổi thứ sáu cả bé trai và bé gái đều chọn nhân vật nam là người thông minh nhất Trong một thử nghiệm tương tự trẻ em được hỏi xem chúng có muốn tham gia trò chơi cho những người thật sự thông minh Và một lần nữa cả hai giới ở tuổi lên năm đều muốn tham gia chơi Nhưng đến 6 tuổi các bé gái lại không muốn tham gia chơi nữa vì nghĩ trò chơi này chỉ dành cho con trai mặc dù phụ nữ phấn đấu làm việc trong các lĩnh vực khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học nhưng họ đã gặp khá nhiều rào cản trong một nghiên cứu khác các nhà khoa học đã xem cách đánh giá hồ sơ ứng viên cho vị trí quản lý phòng thí nghiệm của các trường đại học các hồ sơ ứng tuyển đã được đổi tên ngẫu nhiên thành tên nam hoặc tên nữ kết quả là các hồ sơ có tên nam được đánh giá là có tài năng hơn và có khả năng được tuyển cao hơn, và nam giới cũng được trả mức lương cao hơn nữ giới. Mặc dù vẫn còn những rào cản nhất định trong xã hội, nhưng phụ nữ vẫn đã và đang tiếp tục đóng góp vào tri thức khoa học cho nhân loại. Chẳng hạn như Rosalind Franklin đã giúp cho chúng ta hiểu được cấu trúc ADN của mình, hoặc như Catherine Johnson đã giúp cho tàu Apollo 11 đáp lên mặt trăng vậy theo bạn giới tính nào thông minh hơn hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách ghi bình luận bên dưới bây giờ thì bạn đã có thêm kiến thức về lĩnh vực này tôi rất muốn được chia sẻ về nhiều kiến thức khác nhau hãy nhấn vào các video xuất hiện trên màn hình hiện tại và tôi sẽ gặp bạn ở đó